Mới đây, Công an quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp cùng phòng cảnh sát hình sự PC02 Công an thành phố Hồ Chí Minh lấy lời khai của Trần Tuấn Hưng, 26 tuổi, ngụ quận 6 và Thái Văn Hậu, 22 tuổi, ngụ quận Bình Tân để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Trước đó, sau khi cướp giật điện thoại của nạn nhân, Hưng còn đưa chân đạp khiến cả hai cô gái té ngã bị thương. Trước đó, chiều ngày 8 tháng 6, Hưng và Hậu đèo nhau chạy trên đường Lũy Bán Bích, quận Tân Phú thì phát hiện hai cô gái chạy xe máy, người ngồi sau đang dùng điện thoại iPhone 13 Pro Max. Hậu điều khiển xe áp sát để Hưng cướp điện thoại. Trước khi tẩu thoát, Hưng còn đạp vào xe nạn nhân. Hai cô gái cùng xe máy ngã xuống đường, trầy xước, được người dân hỗ trợ đưa vào bệnh viện điều trị. Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an quận Tân Phú phối hợp với đội 3, phòng PC02 nhanh chóng xác định Hưng và Hậu. Chiều 10 tháng 6, Hưng bị bắt tại một khách sạn trên địa bàn quận Tân Phú, Hậu bị bắt sau đó ở Bình Tân. Cả hai từng có tiền án cướp giật tài sản và cai nghiện bắt buộc. Bạn có video hấp dẫn, bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo, hãy gửi về pho@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.